là mình đây. Video ngày hôm nay thì mình sẽ lại chỉ cho các bạn tô những bức tranh, bức hoạt hình động vật sao cho thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Tuổi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhau. Nhưng mà nó xinh. Con Phương. Nhà giò xinh, đợi có nhiều rồi sao mà. Không hay đi. Mọi người ơi, chiếc vòng của mình sắp xong rồi nha. Còn của mình hoàn thành rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Để các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Các bạn ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Ma giờ hot với trưởng. Ghi nhỉ. Mẹ, giờ anh có đi cô nữa đâu, anh giờ anh đi làm. Có cô nữa đâu, hết cỗ rồi. Thế cho nên là bố đem cho em một buổi làm trại. Video ngày hôm nay thì mình sẽ lại chỉ cho các bạn tô những bức tranh, bức hoạt hình động vật sao cho thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin những lượt like và lượt
đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình xin tiếp tục tô món nha. Nuôi bây giờ về. Ủa xó rồi. Alo, ra xem mấy túi, tí túi, túi cơm, túi, túi cho mẹ mất chất xả. Nheo cảnh mà. Có phải của anh đâu mà thằng ấy mà. Dạ. Anh quý rồi. Ai nhỉ? Rồi. Biết rồi. Thích ăn cho mẹ. Anh quyền đẹp thế mà quyền xấu đấy. Đấy. Anh quyền đẹp trai thế mà quyền xấu đấy. Anh quý chứ. Anh có quyền đấy. Ừ thì là tú ơi, quý ơi, quý. Toàn dù sư rửa mặt. Chỉ mỗi các kiểu. E phở đình là em lâu lắm. Bây giờ anh sẽ cho màu trắng nhé mọi người. Không, cái nét của anh ấy thấy đẹp mà. Hai em nhà đấy giống nhau một tí thấy được. Cái nét của anh đến thì nó cứ nó ngon còn cái gì ấy. Vâng trời ơi, đừng đôi mắt lâu ra đây. Cái giày này đẹp không? Đây. Công nghiệp cũng cứ là lạ. Đâu nhỉ? À đây. Đẹp, đẹp, đẹp. Đẹp. Gửi cho cái nó. Cái đấy là trend hôm nay mà. Rồi. Cái đấy là mẫu trend hôm nay mà. Đẹp mà. Hôm nay là trend. Từ con trai con gái dày như thế mà.